vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của mình Vodio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Và trong video clip ngày hôm nay, nhân tiện đây test con đẩy. Bây giờ trời cũng hơi tối rồi, vừa nãy em mới đóng xong hàng gửi đi cho các bác, thì giờ trời nó cũng nhập nhà tối rồi. Hôm nay mới có thời gian và cũng nhân tiện đây test luôn con đẩy được nguồn sung, thương hiệu là AES, thương hiệu hàng của Đức, mã là AK700. Con này công suất của nó là 700W, một kênh hoạt động ở chế độ 8 ohm. Đây, rất là nhỏ gọn luôn các bác nhá. Đấy, rất là nhỏ gọn luôn, nó chỉ chiều sâu của nó chỉ rơi tầm hơn 30 phân. Đấy, còn chiều ngang thì nó như những cái con đẩy thông thường khác, với thiết kế mặt nhôm trắng, mặt nhôm trắng rất là đẹp. Đấy, phải nói là con này đẩy rất là đẹp, và tiếng thì không phải chê, dòng này mạch sử dụng Glass D nên tiếng rất là hay. Nhân tiện cặp loa DMX với lại con đẩy này em test cho bác ở chỗ cầu Cẩm Lý, cầu Cẩm Lý bên Bắc Giang nhá. Loa DMX mã là KS12 bass 30 tép neo. Con đẩy này ấy, thì đánh với cặp loa kia là dư công suất. Nếu như chơi gia đình thì với con đẩy như thế này các bác vẫn đánh thoải mái hai cặp bass 30 như thế kia nhá, hai cặp có nghĩa là 4 quả đấy ạ. Công suất là 700W thôi, nhưng công suất của nó là công suất đủ. Các bác chơi trong gia đình các bác đánh thoải mái, không phải nghĩ. Nhìn nhỏ bé như thế này thôi, nhưng mà đối với hàng xịn thì nó ăn đứt lại những cái dòng hàng gọi là hàng đặt rồi là hàng mấy ông Việt Nam đặt hàng linh kiện không về lắp ráp. Mấy cái loại hàng đấy thì không so sánh. Các bác đi mua đẩy thì các bác nên chú trọng và tìm hiểu thật là kỹ để mình lựa chọn bỏ đồng tiền ra nó xứng đáng. Còn clip này thì em cũng không gọi là dài dòng hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết thì các bác thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, sau đó chính Hải Dương. Con đẩy này em đang test là chất âm mộc nhá, là chỉ có đẩy thôi, chỉ có đẩy với loa thôi mà nó đã hay như vậy rồi. Có rất là nhiều những cái bài nhạc ở trên kênh YouTube nhưng mà nó rất là hay, nhưng mà vì một cái lý do gọi là bản quyền thì em không thể test được, thế nên thành ra là chỉ có test những nhạc như thế này thôi. Nói chung là nhạc không được hay, nhưng mà mình mở những cái đôi loa chất lượng cũng như là con đẩy chất lượng thì nó ra chất âm nó vẫn cứ là tuyệt vời. Trêu đâu được, ngon bổ rẻ. Con đẩy này em đang bán mức giá là 3.800.000 các bác nhé, 3.800.000. Mọi thông tin chi tiết mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.